Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. 4 cung hoàng đạo đào hoa được kẻ đưa người đón suốt tháng 9 năm 2019 dương lịch. Top 4 cung hoàng đạo đào hoa tháng 9 năm 2019 dương lịch luôn được sống trong một khoảng thời gian tràn đầy hạnh phúc. Bạn nhận được sự săn đón của rất nhiều người xung quanh. Cùng Lịch Nghề Tốt điểm danh ngày sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt. Hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Bạch Dương. Bạch Dương có một tháng đào hoa vô cùng vượng. Bạn chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện tình cảm của mình, bởi vì chỉ cần bạn xuất hiện ở bất cứ đâu là sẽ nhận được sự chú ý của những người khác giới. Cung hoàng đạo này chỉ cần tận hưởng quãng thời gian vui vẻ của mình đến hết tháng là được, chẳng cần phải nghĩ thêm bất cứ chuyện gì. Còn nếu đã tìm được nửa kia, bạn sẽ được sống trong sự yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc chu đáo. Bạn tin rằng mình chính là người chiếm vị trí thứ nhất trong trái tim người ấy, và dường như thế giới của người ấy luôn xoay quanh bạn vậy. Thế nhưng ngược lại, bạn cũng đừng quá đồng đành, kiêu ngạo mà hãy đáp trả người ấy bằng tình cảm tương tự nhé. Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng là một trong số những cung hoàng đạo đào hoa tháng 9 năm 2019 dương lịch này. Những bạn còn độc thân rất có khả năng sẽ tìm được một người như ý, thực sự phù hợp với mình. Cho dù đôi bên mới chỉ là người xa lạ đi chăng nữa thì cả hai cũng rất dễ xích gần lại khoảng cách bên nhau như có những đồng điệu trong tâm hồn. Còn nếu đó là người quen của bạn thì hẳn là người ấy đã luôn để tâm đến bạn trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn sẽ luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ hết mình của người ấy, khiến cho bạn có thêm sự tự tin khi bắt tay vào bất cứ kế hoạch nào. Thậm chí, mối quan hệ của hai bạn cũng có thể tiến thêm một bước nữa đây. Cự Giải. Cự Giải rất dễ thu hút sự chú ý của người khác giới xung quanh mình. Thậm chí, bạn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng mối quan hệ của mình và mọi người đang ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn không nên giữ những quan điểm bảo thủ này nữa mà hãy mở rộng lòng mình hơn, giữ tư thế chủ động trong các mối quan hệ, bởi bạn là người có quyền lựa chọn mà. Còn những người đã tìm được nửa kia, bạn và người ấy có một khoảng thời gian rất ấm áp. Người ấy càng ngày càng đáp lại tình cảm của bạn một cách mãnh liệt hơn. Bạn nhận ra rằng người ấy sẵn sàng thay đổi những khuyết điểm của bản thân để làm vừa lòng bạn, đồng thời không ngại bỏ thời gian để tìm hiểu những sở thích cá nhân của bạn. Xử nữ. Rõ ràng là con đường tình duyên của xử nữ có những bước phát triển tích cực trong tháng 9 dương lịch này. Bạn có thể phát hiện ra rằng nếu trước đây xung quanh bạn chẳng có nhiều đối tượng khác giới, thì nay mọi chuyện đã khác đi, bạn sẽ nhận được sự quan tâm và săn đón của rất nhiều người. Bạn có thể nắm bắt ngay cơ hội này để tìm cho mình một anh chàng hoặc một cô nàng như ý, sau đó kéo gần khoảng cách giữa đôi bên. Với những ai đã có một nửa kia đã biết cách bao dung và thấu hiểu cho bạn. Những trận cãi cọ liên miên đã giảm hẳn. Thậm chí dù có mâu thuẫn xảy ra, người ấy cũng luôn sẵn sàng là người xuống nước trước. Cùng hoàng đạo đào hoa tháng 9 dương lịch này sẽ cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua thật hạnh phúc và êm đềm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.